Thưa quý vị, với mục tiêu sạch đẹp hơn, an toàn hơn, văn minh lịch sự hơn, cuộc vận động Ba Hơn cho quận ủy Hải Châu phát động đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng thời gian qua. Hưởng ứng phong trào này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường Bắc cũng đã có nhiều cách làm thiết thực, thu hút nhiều hội viên tham gia. Từ những bình xà phòng, chai lọ nhựa không còn sử dụng, chị Ngô Thị Thúy, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu đã khéo léo tái chế thành những chậu trồng hoa, trồng cây như thế này. Chị Thúy còn tận dụng những can nhựa lớn để làm những chậu hoa treo hay những chậu hoa đặt trước cổng nhà. Hưởng ứng cuộc vận động Ba Hơn do quận ủy Hải Châu phát động, cách làm của chị Thúy hướng đến mục tiêu nói không với rác thải nhựa. Chi hội có thu gom các cái rác thải tài nguyên thì chị em có tái tạo từ cái rác thải nhựa là sẽ dùng làm những cái bình hoa, làm trồng những cái bình hoa để treo ở dọc tuyến đường và trưng ở trong nhà, tạo cho cái môi trường rất là đẹp. Còn đây là giỏ thu pin được đặt tại các quầy tạp hóa, buôn bán nhỏ trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc. Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, các hội viên phụ nữ tích cực tuyên truyền người dân không vứt pin cũ gây hại đến môi trường. Các chị đã để sẵn các giỏ để tập kết pin cũ từ các hộ gia đình, sau đó cứ một tuần lại đi thu gom một đợt và bàn giao cho các đơn vị xử lý. Mô hình Ba Hơn của quận Hải Châu thì tôi thấy là một cái mô hình rất là có nhiều cái ưu điểm, từ đó là nâng cao được ý thức của mỗi người dân cũng như là họ ý thức hơn trong cái việc bảo vệ môi trường, từ cái việc tận dụng rác thải nhựa cho đến cái việc mà làm cho môi trường xanh sạch hơn, và cái ứng xử của con người cũng từ đó nó sẽ là văn minh hơn. Từ những cách làm đơn giản nhưng thiết thực hiệu quả, các hội viên phụ nữ phường Hòa Cường Bắc đã tạo được sự lan tỏa tích cực tại khu dân cư, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng. Đối với cuộc vận động Ba Hơn được quận ủy triển khai và dưới sự chỉ đạo của đảng ủy và của hội phụ nữ cấp trên, chúng tôi cũng đã triển khai cho tất cả 40 chi hội phụ nữ của toàn phường Hòa Cường Bắc đều thực hiện. Trước đây thì chúng tôi cũng đã vận động chị em thu gom bao ni lông để đổi hạt giống cây trồng, cây hoa, rau tại nhà. Năm nay thì hưởng ứng của vận động này, chúng tôi tiếp tục chị em thực hiện cái hoạt động này và để công tác tuyên truyền này đến tận từng hộ gia đình, mỗi thành viên gia đình để biết, thì chúng tôi thông qua cái logo của vận động Ba Hơn để gửi đến từng gia đình, mỗi hộ thì ít nhất 1-2 cái logo để tất cả thành viên cùng biết và cùng hiểu được cái ý nghĩa của cuộc vận động này và cùng thực hiện để tốt hơn. Hưởng ứng cuộc vận động Ba Hơn theo phương châm sạch từ nhà ra ngoài phố, các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc ý thức được vai trò trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Hành động nhỏ của mỗi người sẽ góp phần xây dựng khu phố ngày càng xanh, sạch đẹp, tô điểm cho không gian đô thị Đà Nẵng ngày càng văn minh.